Chào mừng quý vị đến với chương trình 60 giây của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình hôm nay của chúng tôi gồm có các nội dung chính sau đây. Khởi công xây dựng đường cao tốc Cao Lãnh - An Hữu, từng bước hình thành mạng lưới cao tốc đồng bằng sông Cửu Long. Diện tích văn phòng cho thuê bỏ trống tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh tăng đột biến. Tai nạn giao thông đã xảy ra khi cô gái lái xe máy đi nhầm vào đường dẫn cao tốc. Sáng nay đã diễn ra lễ khởi công dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Cao Lãnh - An Hữu giai đoạn 1. Lãnh đạo Trung ương và các tỉnh, thành phố, khu vực đồng bằng sông Cửu Long đã đến dự. Công trình có tổng mức đầu tư khoảng 3.640 tỷ đồng với chiều dài 16 km nằm trên địa bàn huyện Cao Lãnh. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2022 đến hết năm 2027. Việc xây dựng công trình đường cao tốc sẽ hình thành trục ngang và từng bước hình thành mạng lưới đường cao tốc vùng đồng bằng sông Cửu Long kết nối các trục dọc cao tốc. Qua đó, đáp ứng nhu cầu vận tải trên hành lang trục ngang quan trọng của vùng đồng bằng sông Cửu Long, tạo không gian phát triển vùng, kết nối các trung tâm kinh tế, cửa khẩu quốc tế và cảng biển. Công trình cũng thúc đẩy hợp tác và phát triển vùng, góp phần đảm bảo quốc phòng an ninh, phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Đồng Tháp nói riêng và đồng bằng sông Cửu Long nói chung. Cũng vào sáng nay 25 tháng 6, thành phố Hà Nội cùng các tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh đã tổ chức lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội. Tuyến đường sẽ tạo không gian phát triển mới và giải quyết các vấn đề tồn tại của thủ đô Hà Nội, khai thác tiềm năng sử dụng đất, xây dựng hệ thống đô thị bền vững hiện đại. Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam TKV cho biết đang đẩy mạnh sản xuất và tiêu thụ than ở mức cao. Phấn đấu trong năm 2023 sẽ cung ứng đủ 39,7 triệu tấn than cho các nhà máy nhiệt điện, góp phần đảm bảo nguồn nhiên liệu cho sản xuất điện. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 kéo dài, giá cả biến động mạnh cùng thời tiết thất thường, nhưng Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam TKV khẳng định cung ứng đủ than cho các nhà máy điện là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023 mà tập đoàn đã cam kết với Bộ Công Thương. Trong tháng 6 và 7 năm 2023, TKV đã điều chỉnh tăng sản lượng cấp cho các nhà máy nhiệt điện khoảng 180.000 tấn một tháng, trong đó các nhà máy của EVN khoảng 80.000 tấn một tháng, tăng 6% so với tiến độ cam kết trong hợp đồng. Dự kiến cả năm 2023, sản lượng than cung cấp cho các nhà máy nhiệt điện đạt 39,7 triệu tấn. Một số địa phương tại Đà Nẵng đang áp dụng nhiều biện pháp nhằm bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất nông nghiệp. Mục tiêu là phát triển nền nông nghiệp hữu cơ tuần hoàn với những sản phẩm có lợi cho sức khỏe của người tiêu dùng. Rạ bị đốt ngay trên những cánh đồng gây ảnh hưởng xấu tới môi trường. Nhưng hiện nay loại phụ phẩm nông nghiệp này được nhiều bà con tận dụng để làm thức ăn chăn nuôi, làm giá thể trồng nấm và làm phân bón hữu cơ. Cùng với việc tận dụng phụ phẩm nông nghiệp, thời gian qua nông dân tại đây đã ý thức hơn trong việc bảo vệ môi trường. Bao bì thuốc bảo vệ thực vật thì người dân đã bỏ hết vào bì, không có vứt vãi lung tung trên cánh đồng của thôn. Hiện nay thì cơ bản cánh đồng của thôn thì không có treo cái bô ni lông. Ngành chức năng cũng đang tích cực hỗ trợ người dân áp dụng các biện pháp sản xuất, trồng trọt, chăn nuôi thân thiện môi trường, tạo sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao. Để tập huấn tuyên truyền, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, ứng dụng các công nghệ vi sinh để xử lý cái rác thải cũng như chất thải hữu cơ như phế phẩm nông nghiệp thành cái nguồn phân bón. Chăn nuôi thì chúng tôi đang xây dựng cái chương trình nuôi heo trên cái đệm lót sinh hạt, hạn chế lượng nước tưới và xả ra môi trường hiện nay rất lớn. Sản xuất nông nghiệp gắn với phát triển bền vững đang là xu hướng tất yếu. Gần 1,5 triệu khách Hàn Quốc đến Việt Nam 6 tháng đầu năm, chiếm 30% tổng lượng khách quốc tế và là thị trường gửi khách lớn nhất đến Việt Nam. Đây là một dấu hiệu phục hồi tích cực của du lịch Hàn Quốc tại thị trường nước ta. Các điểm đến như là Nha Trang, Đà Nẵng, Hội An, Phú Quốc trở thành điểm đến được nhiều hành khách Hàn Quốc lựa chọn. Còn theo Tổng cục Du lịch Hàn Quốc, du khách Việt Nam là một trong những khách du lịch chi tiêu mạnh nhất tại Hàn Quốc. 6 tháng đầu năm nay, Hàn Quốc đã đón 163.000 lượt khách du lịch từ Việt Nam, đạt 73% so với cùng kỳ năm 2019 giai đoạn trước dịch. Với hàng loạt các hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch tại Việt Nam từ đầu năm 2023, Hàn Quốc hướng tới mục tiêu thu hút khoảng 400.000 lượt khách du lịch Việt Nam trong năm 2023, đạt 70% so với thời điểm trước dịch. Cũng là thông tin liên quan, khác với những mùa du lịch hè trước đây, lượng khách đặt tour nội địa thường chiếm khoảng 70-80%. Năm nay tỷ lệ khách đặt tour nước ngoài chiếm ưu thế hơn với mức 60%. Nguyên nhân là nhiều chặng tour trong nước có giá cao tương đương với đi nước ngoài. Ví dụ như Hà Nội, Nha Trang có giá ngang với đi Thái Lan,
còn Hà Nội, Phú Quốc thì ngang với tour đi Singapore hay là Bali. Theo đó, giá vé từ Hà Nội đi Đà Nẵng đã tăng 25%, đến Nha Trang tăng 6% và đặc biệt là đi Quy Nhơn tăng 30%. Theo các công ty du lịch, giá vé máy bay chính là một trong những rào cản khiến du lịch trong nước khó có sự bứt phá mạnh mẽ trong dịp hè này. Vì vậy, cái mức so sánh của người ta rất là rõ ràng và người ta sẽ bị mất cái nguồn khách nội địa của mình rất là nhiều. Trả lời kiến nghị bỏ giá trần vé máy bay của Hiệp hội Vận tải Hàng không, quan điểm của Bộ Giao thông là giữ nguyên như luật giá. Với doanh nghiệp lữ hành, việc trần vé máy bay tăng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến thu hút khách nội địa. Nếu tăng giá trần vé máy bay thì nó vô cùng ảnh hưởng. Thứ nhất là nó ảnh hưởng đến giá tour, thứ hai là nó ảnh hưởng tới ngân sách của du khách. Các đơn vị du lịch hy vọng việc nâng trần vé máy bay của Bộ Giao thông Vận tải sẽ cho phép các hãng có biên độ điều hành giá vé rộng hơn, chứ không đẩy giá vé tăng cao để thúc đẩy phát triển du lịch nội địa. Diện tích bỏ trống văn phòng cho thuê tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đang tăng đột biến. Nhiều doanh nghiệp nhãn hàng đã trả lại mặt bằng để tiết kiệm chi phí. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, công ty tư vấn bất động sản Knight Frank Việt Nam nhận định thành phố sẽ chứng kiến tỷ lệ trống kỷ lục đến 29% trong phân khúc văn phòng hạng A vào cuối năm nay. Đây là hệ quả của việc gia tăng nguồn cung trong nửa cuối năm. Tại Hà Nội, nhiều văn phòng ở trung tâm cũng đang bỏ trống hoặc sang nhượng lại. Theo cùng nguồn, dự báo tỷ lệ trống của văn phòng hạng A tại Việt Nam sẽ rơi vào khoảng 4,4% cho quý 2. Giá chào thuê văn phòng hạng A cũng sẽ giảm còn 53 đô la Mỹ một mét vuông một tháng vào cuối năm nay, sau đó giảm tiếp xuống còn 48,50 đô một mét vuông một tháng vào cuối năm 2024 và 44,50 đô một mét vuông một tháng vào cuối năm 2025. Thưa quý vị, sau 4 đêm thi kịch tính tại lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng năm 2023, hai đội Pháp và Italia đã lọt vào chung kết. Thông tin được ban tổ chức đưa ra vào chiều nay, các nghệ sĩ sẽ cùng so tài để tranh ngôi vị quán quân vào ngày 8 tháng 7 tới đây với chủ đề Thế giới không khoảng cách. Tuy nhiên, trong phóng sự sau, chúng tôi cũng đề cập đến lễ hội nhưng ở một khía cạnh khác, đó là ý thức người dân thành phố biển trong giữ gìn vệ sinh đô thị, đặc biệt là giới trẻ. Tối qua, nhiều du khách bất ngờ khi thấy cầu sông Hàn sạch rác chỉ sau 30 phút kết thúc màn trình diễn. Có được điều này là nhờ chương trình Không vứt rác bừa bãi của một nhóm bạn trẻ. Họ gồm khoảng 70 người, chia ra nhiều khu vực để nhắc nhở người dân trước giờ bắn pháo hoa, rồi dọn dẹp sau pháo hoa. Nhờ vậy, nhiều người đã quen chờ các bao phân loại rác đến là gom lại. Không những vậy, chính họ cũng tham gia vào dọn dẹp, nên chỉ chưa đầy 30 phút là sạch. Lượng rác đổ ra trên cầu cũng khá lớn, trong đó chủ yếu là các túi bóng đựng thức ăn, bìa giấy, chai nhựa. Các thành viên nhóm bạn trẻ vận động chương trình Không vứt rác bừa bãi cho biết, qua 4 đêm thi pháo hoa, lượng rác trên cầu sông Hàn đã giảm đi trông thấy. Tiếp theo trong chương trình, lực lượng Wagner rời thành phố Rostov chấm dứt cuộc nổi loạn chống lại giới lãnh đạo quân sự Nga. Bảo tàng quốc tế người Mỹ gốc Phi sắp được khánh thành tại nơi từng là một trong những hải cảng buôn bán nô lệ lớn nhất nước Mỹ. Thưa quý vị, các thông tin quốc tế sẽ mở đầu với tình hình thời sự ở Nga. Sau khi nhất trí dừng di chuyển về phía thủ đô Moscow theo thỏa thuận do Tổng thống Belarus đề xuất, hôm nay lực lượng của tập đoàn quân sự tư nhân Wagner đã bắt đầu rời thành phố Rostov-on-Don, miền nam nước Nga. Hãng tin RIA của Nga đăng tải một đoạn băng hình cho thấy ông Prigozhin đã rời căn cứ quân sự ở Rostov trên một chiếc ô tô. Động thái này diễn ra sau khi lãnh đạo Wagner nhất trí chấm dứt cuộc nổi loạn chống lại giới lãnh đạo quân sự ở Moscow sau các cuộc đàm phán do Tổng thống Belarus làm trung gian. Trước đó hôm 24 tháng 6, Điện Kremlin cho biết ông Prigozhin sẽ tới Belarus và vụ án hình sự mà nhân vật này phải đối mặt sẽ được khép lại, cũng như cuộc nổi loạn vũ trang vừa qua sẽ không ảnh hưởng đến chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Các thành viên của Wagner cũng không bị truy tố nếu tuân thủ thỏa thuận. Ngoài ra, trong thời gian sớm nhất, Moscow sẽ gỡ bỏ chế độ chống khủng bố đã áp đặt tại thủ đô cùng khu vực Voronezh. Vào đầu tháng này, các phi hành gia của NASA đã hoàn thành việc cung cấp năng lượng cho trạm vũ trụ hàng không quốc tế ISS. Để đi bộ được ngoài không gian, các phi hành gia phải cần đến sự hỗ trợ của bộ quần áo vũ trụ thế hệ mới. Bộ quần áo này được gọi là thiết bị chuyển động ngoài không gian hay EMU. Nó giúp họ sống sót trong môi trường chân không với nhiệt độ khắc nghiệt và cung cấp oxy để thở. Gần đây, tại triển lãm hàng không Paris, những bộ đồ vũ trụ thế hệ tiếp theo đang được phát triển bởi ba công ty Collins Aerospace, ILC Dover và Oceaneering.
Việc này nhằm sớm nâng cấp cho các phi hành gia thực hiện nhiệm vụ trên trạm ISS. Chúng tôi đang thiết kế một bộ đồ không gian hoàn toàn mới, hơn 18.000 bộ phận và không dựa trên thiết kế cũ. Một số công nghệ hiện đại hiện đang được giữ bí mật. Đây sẽ là một cải tiến tích cực để chủ động trong việc ra bên ngoài lấy mẫu vật và thực hiện các thí nghiệm. Vì vậy, chúng tôi phải thiết kế một bộ đồ vũ trụ tốt hơn, giảm các xác suất xảy ra chấn thương, hỏng hóc hoặc các trục trặc nhỏ. Bộ đồ này dự kiến sẽ được sử dụng trên ISS vào khoảng năm 2026 sau khi hoàn tất quá trình thử nghiệm. Đức Tổng Giám mục Paris cho biết đã chọn được các nhà thiết kế đương đại cho việc cải tạo bên trong nhà thờ Đức Bà. Công trình nghệ thuật Gothic nổi tiếng này bị hư hại một phần do lửa năm 2019 và dự kiến sẽ được mở cửa trở lại vào cuối năm tới. Trong số 60 ứng viên, Đức Tổng Giám mục Paris đã chọn dự án của nhà thiết kế Guillaume Bardet để cải tạo 5 thành phần chính của nội thất phục vụ và chọn Iona Vautrin cho việc thiết kế lại 1.500 ghế ngồi. Nội thất mới sẽ được sản xuất tại Rome và Lyon. Đức Tổng Giám mục Paris cho biết nếu công trình cải tạo diễn ra tốt đẹp và địa điểm có thể mở cửa lại vào năm 2024, quan khách sẽ bất ngờ vì một nhà thờ gần như mới. Ngoài ra, để cất giữ chiếc dương miệng gai của Chúa Giêsu, thánh tích nổi tiếng nhất của nhà thờ, giáo phận đã giao cho nghệ sĩ Sylvain Dubuisson thiết kế một bức tường thánh tích bằng gỗ chạm. Khi làm việc với một tòa nhà có quy mô và tầm quan trọng như nhà thờ Đức Bà đã hơn 850 năm tuổi, ta luôn làm nghệ thuật với các nghệ sĩ đương thời. Tất cả những điều này được thực hiện với những người của thời nay, cho ngày nay và cho ngày mai, như đã từng làm như thế trong các thời đại trước. Trước khi xảy ra vụ hỏa hoạn năm 2019, nhà thờ Notre Dame mỗi năm thu hút trung bình 12 triệu du khách và tổ chức 150 buổi biểu diễn. Bảo tàng quốc tế người Mỹ gốc Phi sắp được khánh thành ở thành phố Charleston, bang South Carolina của Mỹ. Bảo tàng nằm ở nơi từng là một trong những hải cảng buôn bán nô lệ lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ. Nhìn xuống địa điểm bến tàu Gaston, nơi có khoảng 45% người châu Phi bị bắt làm nô lệ, được đưa vào nước Mỹ. Nơi đây trưng bày các hiện vật giúp mọi người khám phá xem sự lao động và phản kháng của người Mỹ gốc Phi đã giúp định hình nên nước Mỹ và cả thế giới như thế nào. Bảo tàng còn có cả một trung tâm nghiên cứu phá hệ giúp các gia đình lần tìm nguồn gốc cha ông mình từ khi họ đặt chân lên đất Mỹ. Bảo tàng quốc tế người Mỹ gốc Phi là một bảo tàng bách khoa về lịch sử người Mỹ gốc Phi, giúp ta tìm thấy hành trình lần về cội rễ, từ các câu chuyện khởi nguồn trên lục địa châu Phi tới tận ngày nay. Mất hơn 23 năm xây dựng và hình thành, địa điểm ban đầu được dự kiến khai trương vào năm 2020, nhưng đã bị trì hoãn do đại dịch COVID-19, cũng như các vấn đề trong chuỗi cung ứng vật liệu cần thiết để hoàn tất việc xây dựng. 25 nghệ sĩ điêu khắc cát đến từ khắp châu Âu đã có mặt tại Mỹ để chuẩn bị cho một trong những lễ hội điêu khắc cát uy tín. Thế giới cổ tích hiện ra trên bãi biển Middlekirch này sẽ mở cửa cho công chúng vào ngày 1 tháng 7. Khoảng 5.000 tấn cát đã được sử dụng để tạo nên một không gian kiến trúc vô cùng đặc sắc. Khách tham quan sẽ được chiêm ngưỡng các nhân vật cổ tích, các tòa nhà, tòa lâu đài, huy nga. Cát được mang đến trên khoảng 300 xe tải cùng với nhiều vật liệu khác. Tuần đầu tiên chúng tôi dành riêng cho việc xử lý cát trên bãi biển. Chúng tôi đóng thùng xung quanh cát và sử dụng búa khoan thật, búa khoan đường phố để làm cho cát cứng hơn. Sau đó, khi các nhà điêu khắc đến, họ bắt đầu từ trên cao, dỡ thùng và đi xuống. Một thành viên của ban tổ chức lễ hội cho biết thêm, lễ hội điêu khắc cát này sẽ mang đến cho người xem những câu chuyện cổ tích cùng với thế giới hoạt hình, giúp cho khách tham quan, dù già hay trẻ, cũng sẽ được hồi tưởng lại những ngày tháng tuyệt diệu của những năm tháng đã qua. Tối qua, đêm chung kết cuộc thi Miss International Queen 2023 đã diễn ra tại Pattaya, Thái Lan với chiến thắng thuộc về người đẹp Hà Lan. Đại diện Việt Nam đã dừng chân ở top 11. Solange Decker, 27 tuổi, cao 1m85, vượt qua 21 thí sinh đến từ khắp nơi trên thế giới để giành vương miện cuộc thi sắc đẹp dành cho người chuyển giới. Thông điệp tôi muốn gửi đến thế giới là đừng bao giờ ngừng tin tưởng vào bản thân. Bạn phải luôn tin vào bản thân để đạt được những mong muốn, vì bạn chính là anh hùng trong câu chuyện của chính mình. Hãy lan tỏa sự tử tế, tình yêu, và bạn sẽ nhận lại kết quả xứng đáng. Vị trí thứ hai thuộc về đại diện Singapore, còn người đẹp Mỹ giành danh hiệu Á hậu 2. Dù rất được kỳ vọng, nhưng Nguyễn Hà Diệu Thảo của Việt Nam chỉ lọt vào top 11 chung cuộc. Miss International Queen được tổ chức lần đầu 17 năm trước.
người đẹp Việt Nam Nguyễn Hương Giang từng chiến thắng cuộc thi vào năm 2018. Tiếp theo trong chương trình, bất ngờ chuyển hướng qua đường, xe bán tải bị xe tải đâm trúng khiến một người bị thương. Tắm biển vào ban đêm, hành vi rất nguy hiểm. Chương trình sẽ được tiếp tục với phần thông tin an ninh trật tự. Một tai nạn giao thông đã xảy ra vào sáng nay khi một cô gái điều khiển xe gắn máy đi nhầm vào đường dẫn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương. Sau khi phát hiện đi sai đường, cô gái đã quay xe lại nhưng đã xảy ra sự cố. Theo người dân chứng kiến, tai nạn xảy ra khoảng 7 giờ 30 phút. Xe máy gặp nạn mang biển kiểm soát Bến Tre do một cô gái khoảng 22 tuổi điều khiển lưu thông trên đường dẫn cao tốc hướng đi từ trạm thu phí Thân Cửu Nghĩa vào đường cao tốc. Khi xe đi qua trạm thu phí được một đoạn, thì cô gái này phát hiện đã đi nhầm vào đường cao tốc nên nhanh chóng quay đầu và lưu thông ngược trở ra ngoài. Đến đoạn thuộc địa bàn xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, Tiền Giang, chiếc xe bất ngờ mất kiểm soát, va chạm vào dải toa ly ven đường rồi làm người cùng phương tiện té ngã xuống đường. Cô gái bị thương được đưa đến bệnh viện cấp cứu, xe máy bị kẹt cứng dưới dải toa ly. Nhận được tin báo, đơn vị quản lý tuyến cao tốc có mặt điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Còn tại Bình Phước, vào chiều tối qua cũng đã xảy ra vụ tai nạn trên quốc lộ 14 đoạn qua huyện Bù Đăng. Chiếc xe bán tải đang lưu thông trên quốc lộ bất ngờ chuyển hướng qua đường bị xe tải đâm trúng. Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ 30 phút tối cùng ngày, tài xế Nguyễn Minh Sang, 23 tuổi, ngụ tỉnh Kon Tum, điều khiển xe tải lưu thông trên quốc lộ 14 hướng từ tỉnh Đắk Nông đi Thành phố Hồ Chí Minh. Đến đoạn qua xã Thọ Sơn, chiếc xe của anh Sang bất ngờ tông vào xe ô tô bán tải biển số Đắk Lắk chưa rõ người điều khiển, lưu thông cùng chiều phía trước do xe này bất ngờ chuyển hướng rẽ trái qua đường. Cú tông mạnh khiến chiếc xe bán tải bị lao thẳng sang lề đường đối diện, tài xế xe bán tải bị thương, được người dân đưa đi cấp cứu sau đó, hai phương tiện đều hư hỏng. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Đã uống rượu bia thì không lái xe, bản án từ Tòa án Nhân dân quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng vừa tuyên là lời cảnh báo cho những ma men nhưng chủ quan. Phiên tòa xét xử lưu động và tuyên phạt 3 năm 6 tháng tù đối với bị cáo Huỳnh Thanh Tuấn, quê tỉnh Hà Tĩnh, tài xế công nghệ gây tai nạn giao thông khiến hai người thương vong về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Theo cáo trạng, rạng sáng ngày 26 tháng 3 năm 2023, bị cáo có sử dụng bia rượu điều khiển xe máy lưu thông trên đường thì tông vào bà Huỳnh Thị Mai Hương và bà Vũ Thị Nhị cùng trú tại địa phương. Hậu quả bà Nhị tử vong tại chỗ, bà Hương thương tích 18%. Kết quả điều tra cho thấy nguyên nhân vụ tai nạn giao thông là do bị cáo Tuấn có sử dụng bia rượu khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông, không làm chủ được tốc độ đi vào làn đường ô tô, không nhường đường cho người đi bộ. Những ngày vừa qua, trước những tháng nắng nóng kéo dài, nhiều du khách khi đến Nha Trang đã thường ra tắm biển vào ban đêm. Tuy nhiên, đây là hành vi rất nguy hiểm vì không có đội cứu hộ bãi biển. Thông thường tại một số địa phương có quy định việc tắm biển chỉ diễn ra trong ngày cho đến 18 giờ. Nhiều du khách đã đổ ra bãi biển đường Trần Phú, Nha Trang vào ban đêm để hóng gió. Trong đó có nhiều người xuống biển tắm, cũng như đưa con em mình cùng ra tắm biển. Do ban đêm bãi biển rất vắng người và biển đêm rất tối, chỉ khi có những con sóng ập vào, phản chiếu ánh đèn đường mới nhìn rõ được người tắm. Tình trạng trên rất nguy hiểm vì nếu xảy ra sự cố thì sẽ khó phát hiện và không có sự cứu hộ kịp thời do đội cứu hộ cứu nạn bãi biển Nha Trang không làm việc vào ban đêm. Để đảm bảo an toàn cho du khách, rất mong ngành chức năng bãi biển Nha Trang cần chấn chỉnh tình trạng tắm biển đêm đối với du khách. Du khách chỉ nên ra biển ban đêm để hóng gió và ngắm cảnh. Lừa đảo trên không gian mạng, người dùng mạng rất khó nhận diện và lực lượng chức năng cũng khó xử lý. Do đó, hành vi phạm pháp này ngày càng diễn biến phức tạp, liên tục thay đổi phương thức. Trong đó có hình thức lừa đảo qua trả thưởng, ghi nhận sau đây tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Được hứa hẹn mỗi đơn hàng hoàn thành sẽ nhận 10% hoa hồng trả thưởng. Người đàn ông đã nạp tổng cộng đến 715 triệu đồng vào tài khoản, nhưng vẫn không nhận được tiền. Trong quá trình làm thì tôi đã làm thì nó sẽ thông báo cho tôi là đơn số 1 trúng thưởng rồi, xong là vài đơn sau là mình lại trúng thưởng lần thứ 2. Thì mình cứ bị cuốn như thế, khi mà mình nạp á, vào thì mới gỡ được. Còn một phụ nữ được thông báo trúng thưởng từ đơn hàng trên sàn thương mại điện tử, nhưng phải làm vài nhiệm vụ. Bị dẫn dụ, người này sau đó bị chiếm đoạt đến hơn 1 tỷ đồng. Tôi đã chuyển tiền đến rất là nhiều và họ cứ nói là phải đóng thuế, rồi phải làm tất cả mọi thứ để hoàn thành nhiệm vụ để trả lại số tiền gốc. Từ đầu năm đến nay, Công an Bà Rịa Vũng Tàu tiếp nhận xử lý 2 trường hợp bị lừa đảo theo cách dẫn dụ trả thưởng trên mạng và bị chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng.
hình thức lừa đảo không mới. Công an khuyến cáo người dùng mạng cần cẩn trọng trước những lời chào mời, tuyệt đối không chuyển tiền vào những kênh phát sinh lợi nhuận cao theo các mày rủi. Ngày càng có nhiều người quan tâm và luyện tập bộ môn yoga, nhất là trong đại dịch Covid-19. Mới đây, một bậc thầy về bộ môn này người Ấn Độ đã thu hút hơn 10 triệu người theo dõi trực tuyến, đã cho rằng trong 25 năm nữa có lẽ có đến 60-70% thế giới tập yoga. Ông là Sadhguru, 65 tuổi, hàng triệu người đã theo dõi các video hàng ngày của ông trên Instagram. Chúng còn trở thành nguồn lực quan trọng để vượt qua thời gian phong tỏa vì dịch. Theo ông Sadhguru, yoga là một môn khoa học được truyền thụ từ 15.000 năm trước. Trong số những người hâm mộ Sadhguru có không ít nhân vật nổi tiếng như diễn viên và các chính khách. Ông cũng thân với Thủ tướng Ấn Độ. Đây là thời điểm dành cho yoga, thời đại của yoga đã đến. Ý tôi, yoga là một công cụ khoa học và công nghệ chính xác hơn về mặt logic. Sadhguru cho biết các công cụ nội tại như thiền định, tư thế, hơi thở và mantra của yoga nằm trong tầm tay của mọi người. Yoga ngày càng được công nhận trên thế giới vì những lợi ích sức khỏe của nó, đặc biệt là trong việc chống lại căng thẳng và duy trì sự linh hoạt thể chất. Nếu có dịp đến Mỹ vào những ngày cuối tháng 6 này, bạn có thể được tận mắt chứng kiến một cuộc thi vô cùng thú vị được tổ chức tại Gloucester, bang Massachusetts. Đó là Crazy Pole, nơi những nam thanh nữ tú sẽ thay nhau chạy trên một cây sào phủ đầy mỡ để đoạt lá cờ treo ở cuối sào. Đây là một lễ hội tôn vinh Thánh Phêrô của cộng đồng ngư dân người Mỹ gốc Italia ở Gloucester. Cuộc thi kéo dài trong những ngày cuối tuần này là một truyền thống có gần 100 năm qua. Tổ tiên của chúng tôi là ngư dân. Vào thời của chúng tôi, trẻ em đi trên cây sào, ngư dân ra khơi và một số không bao giờ trở về nhà. Đối với nhiều ngư dân thời đó, việc dự báo thời tiết là rất khó khăn. Thánh Phêrô luôn dõi theo chúng tôi và gia đình, phù hộ cho tàu thuyền trở về an toàn cùng với tôm cá đầy ắp hoàng thuyền. Năm nay, Colin Swift, 27 tuổi, là người chiến thắng trong cuộc thi leo cột mỡ. Anh chỉ mất vài giây để trượt trên cột trước khi rớt xuống nước, cùng ăn mừng với mọi người. Sau chiến thắng ngoạn mục, Colin được công kênh đi qua khắp các con phố trước sự phấn khích của đám đông. Chương trình 60 giây hôm nay xin được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình 60 giây sáng mai phát sóng trên hai kênh HTV7 và HTV9 vào lúc 6:30. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và xin kính chào tạm biệt.